Chào mừng quý vị đã đến với Rural Living, cuộc sống tiếng Việt Canada. Hôm nay là giữa tháng 5, mùa xuân, hoa nở rất là đẹp ở trong vườn của Thủy như là Magnolia, Crab Apple và Apple Blossom. Thủy mời quý vị cùng với Thủy đi hái lá kiều rừng hôm nay để mà ăn với bánh xèo cùng với lá của bột con anh. Có nghĩa là Thủy sẽ ăn bánh xèo với lại rau rừng đó quý vị. Mời quý vị cùng đi hái lá kiều rừng với Thủy nha. Và nếu quý vị thích những cái video như thế này của Thủy thì xin quý vị ủng hộ cho Thủy. Thủy rất là cảm ơn. Hôm nay thì Thủy cắt lá kiều rừng để mà ăn bánh xèo. Thủy sẽ làm bánh xèo bữa nay nha quý vị. Trong rừng cây thì cây rừng bắt đầu ra lá rồi, cho nên vài bữa nữa là ở trong này tối lắm mà và có muỗi. Mỗi một cái cọng kiệu nó đi lên vậy nó có ít nhất là hai lá, cho nên mỗi một cái cây là Thủy chỉ cắt một lá thôi để chừa một lá rằng cho cái cây nó sống. Và cái lá này ăn với bánh xèo rất là ngon. Lựa cái lá to mà mình cắt nha quý vị. Những cái lá này nó rất là mềm và ăn nó không có bị nồng. Thì đây là lá kiệu rừng mà Thủy đang cắt đây quý vị. Khi mà cắt thì quý vị nên nhớ là phải để lại một lá, nếu không nữa là cây nó sẽ chết. Như cái này là hai lá, như đây là hai lá thì Thủy sẽ cắt một lá. Đây là lá kiều rừng và Thủy sẽ cắt khoảng chừng một rổ để mà ăn bánh xèo bữa nay. Khi mà cắt lá là không nên cắt hết một cây, nó có ít nhất là hai lá đến ba lá thì ta chỉ cắt một lá mà thôi. Bây giờ thì là chưa có tới lúc để mà nhổ củ lên, cho nên ta chỉ ăn lá thôi quý vị.
Muốn đào củ lên thì là khoảng tới cuối tháng 5. Tới cuối tháng 5 thì củ nó mới đủ lớn để mà cho ta bứng lên để mà ăn. Nhưng mà thường thì Thủy cũng ít có ăn củ lắm, để ăn lá thôi. Tại vì củ nếu mà mình bứng hết thì nó sẽ không có ra hột, mà không có ra hột thì nó sẽ không có phát triển. Mà cái loại này là cái loại mà chính phủ cấm không có cho đi vô rừng hái. Thường trước kia ở trong rừng rất là nhiều, nhưng mà khi mà dân họ đi hái, họ đào lên, họ bỏ hết, cho nên càng ngày nó càng bị mất giống. Và những cái loại này là nó phải tới 7 năm, từ lúc trồng hột cho tới lúc mà có củ là phải 7 năm, rồi sau đó phải chờ nó lớn mình mới thu hoạch được. Cho nên Thủy chỉ cắt lá ăn